chứ người tiêu hóa là cùng mình vài bọt em mới cho rồi có ở vài bọt bi ấy cả đó ấy ai đã store tục đồng lại chạp bị phi đồng lại tư được không nắng chẳng viên cứ chìa rồi thời đồng ốc đi ai chẳng nằm ở đây bàn đòi được việc này chẳng từ mục tiết kê miên xin tạng rồi mẹp dương chẳng nằm mày ok chẳng ca declaration array đôi chữ ca declaration vài bọt dương đài còn tại array cứ viên miên sẽ nhạc nếp nè ok vì mình sẽ nhạc nếp nâng nơi ít hồi rải bỏ liếng ăn miên nè tỏ đắt chẳng ở tì hoa kì miên in x nơi bảm mùi chẳng nập bê đọc nha khơi nhìn mất sẽ nhạc bạp nè lấy đây là cụ highlight nè sma nâng dương declaration rải bỏ x chia ở rể tỏ đắt chẳng lại nè lấy bộ mùi nè chỉ thiết rồi có chia in đấy dương ở toàn cầm nọt ba nè tỏ tại mơ example case chẳng khoan đã xin tặng cái phép tha chi array size array size nâng mình đây thả mệnh tùm hôm nay array nâng chẳng bởi x nay bởi mũi mình đây thả array nâng ai miên bởi mũi thiệt rồi có ai miên bởi mũi đầm lại dây chân tử tỏ từ mục tiết dương thì dây dòng pi ca access từ lỡ array nâng chẳng bởi bỏ về đây dương declaration hai dương assign đầm lại viết vô viết tập hợp còn bàn tay array ở đây ini thọ đầm lại ở rê hái rồi có declaration ở rê hái dương thử assign đầm lại để ở rê đứng sân chấn chọn assign ở rê nâng to thể đơn ngầm pi in để dương chọn bàn toàn nó là chân chrome này dương để ok căn chân đây ở rê chứ ai mưa bị lang quên hay lúc cụ khẩn là demo tru hề chân người ti hoa đừng học nia chọn vô ở rê nâng mập hờ đừng học nia thử đặt mua ở rê nâng hái đặt in đặt về tính tiết riêng cho chơi kia từ lượng in đặt tịch chẳng mùi ní cư tẹt tôn chú mùi nâng example pi array dưới cái bàn chai viên từ chìa pi bập hết bạp nì ok tí mùi kháng lơ ní cái hào tha array member kháng khổm ní cư chi array index ok chẳng array index miền này thá ok array dưới chập vô index tìm mạng tử hai index bỏ array kia rộp bị xôn tử chẳng bởi cái đạn tha array này x rồi cái dương bạc ca x bạn khi nếp mũi nên phẩm mũi chẳng ở đây dương miên mạng thiết miên phẩm mũi thiết cho bởi dương dây bị in đạch bỏ rế in đạch với chọc thẩm mạng chọc thẩm lấy riêng tìm phạm hai viên miên phẩm mũi in đạch đích khi nếp để sao ấy bạn chỉ in đạch viên miên tại thẩm lịch hẻm để sao để viết chọc đam bị sổn sổn mũi bị bấy bốn phạm chẳng khúc phẩm mũi thiết đấy tỏ đắt chẳng khỏi bị khúc phẩm mũi thiết ở in đạch nâng vô thập hời chẳng này cứ cả pra hare bạp nâng ok chẳng ưu tí ho kháng khổ miền hát nè ưu tí ho tha là cú declaration hare dương tờ xe tập phân đi màu chẳng bởi kia phép tha ho tặng ổn nha declaration hare mùi miền bộ mùi thiệt declaration bạp nâng bởi đó mà tiết kia phép tặng ổn nha tha tặng ổn nha initialize đầm lấy hare chùm nôn bộ mùi thiệt nâng màu chẳng dương smile nâng đầm lấy phân nè còn át chân ở lại đây là cụ hai lai ní mà nâng dương in đi thở lại đầm lại được áo ở rè nâng ngày còn át chân in này ếch mình của mùi thiết để thiết ti mùi bỏ ở rè nâng chung ở đầm lại về mẹ thiết ti mùi mẹ in đánh ti mùi vậy đó nha vì đã sắc xa bì ở rè thở trăm bì chùm nói cho bạn ti mùi thiết ti bì in đánh bà lực hùn dây bì in đánh mình đây thá xua chùm nói đại viên nữ tí tăng đại viên nữ viên nữ tí tăng tí mạng hay in đấy chấp đáng bị tí tăng tí xôn tử xôn muối tí bảy là bây giờ khuôn dây bị thiết vinh thiết tí muối này ở rế đầm lại viên phẩm mạng chẳng cứ đọc phẩm buồn nè thiết đáng kia nó cứ thiết tí muối vậy là bây giờ in đấy tí muối vinh nơi nè in đấy tí muối có đọc phẩm buồn này bà kênh dây dòng pi in đạch lệch mùi bàn viên nó đọc toàn đó nè in đạch tì mùi copy in đạch lệch mùi toàn lại đang ngắt ok là gọi example mùi not hết đó khi ai nâng trở lò một tịch bên đây bà tam toàn cái lấy ní cứ ấp trở lò mẹ là gọi copy ở nâng máu nè ok xuống về tụi bình chẳng array này miền bộ mạng thiệt array này miền bộ mũi thiệt
bơ dương dây bị thiệt thiệt tí mùi đọc bốn thiệt tí pi đọc thiệt tí bầy bùng bấy thiệt tí bốn đọc bớ thiệt tí pram bùng bốn thiệt tí bùng mũi đọc pram in dương dây bị thiệt ở đây nếu mình bảo mạng in đạch bùng mũi in đạch in đạch viết chọc thầm lấy riêng tí bọn mạng lấy riêng tí pram đại sao in đạch viết chọc đang bị lấy sốn lấy mũi lấy pi lấy bấy đó lấy pram chứng hợp tức khi bùng mũi thiệt bùng mũi in đạch vậy ta đắt chẳng mơ lực hùn dây bị in đạch tí mũi nấy à rê của mũi thiệt nâng miên đọc lấy bọn mạng in đạch tí mũi cứ miên đọc lấy tóc bùng buồn dẹp in đạch đại miên lấy riêng tí mũi nấy à rê nâng vì miên đọc lấy bọn mạng đọc in đạch tí mũi chẳng in đạch tí mũi bỏ rê nấy cứ bần nì bà kinh dây bị in đạch tí mũi nấy x mà mạng mà nó đọc bằng buồn thật át bà kia như vậy ông P in đây lệch mùi nơi ở đây nâng cứ mà nâng đọc ok kháng lớn cứ chia in đạch tì mùi kháng kráng cứ chia in đạch lệch mùi tì mùi nâng lệch mùi khó khăn thật át ok khi nâng bị nát nó lệch riêng tì mùi chính như chấp đá một rộp nè để mà nâng một kia thở ớt ok đã bị lực hủ xua vinh nia dương bị nạ kế ok miên ok number lệch mùi chẳng dừng lực đại à nhông nơi khỏi kế bên đây nhông cắn ok lệch mùi chẳng hạn nâng xê nhầm bí tì mùi lệch mùi index lệch mùi copy index tì mùi chẳng hiện trớn dương bánh chay cái lấy nâng ớt cho bạn nếu bây giờ bạn chạy cho bạn tới bây khủ hào đó họ ở phần đất hào in đạch tì mùi bộ ở đây nâng mình nằm lại vào màn dương chạm đàm xoay bập in đạch tì mùi bộ viết cứ đọc chẳng dương đo à xôn bát đây chẳng à xôn nâng cứ chia in đạch tì mùi mùi cứ chia in đạch tì pí lệch pí cứ chia in đạch tì bảy đó bây dương dây pí in đạch lệch bảy tư dương rộp thá viết cứ chia ở đây để cho nó tí tán để miên in đạch lệch bầy thôi nát chẳng chụp cho lắm cái này nữa. In đạch tí bấy nâng in đạch lệch bấy khó khăn nha đó nha cho nằm ta tí nâng lệch ta phân nâng bàn này bà này phải giặt lục hủ khác có ọt hào hình chân á ọt có ọt phở style đi lục hủ ấy có ọt hào gà tí nâng hay nâng à lệch nâng đôi khăn nha ưu tí ho in đạch lệch xôn còn hát hào in đạch lịch sôn nè còn hát in đạch tì sôn tòa nát ok, ai tư chân bàn và nè, thử bà chạy con mình lục hú xong xua tí chân anh bàn chạy in đạch tì nâng in đạch lịch bàn nát nó phê lục hú dễ dòng bí in đạch tì mùi tớ nhóm đơn hát lục hú gặp phung đại cho nớ ok, in đạch lịch sôn hay lục hú anh dạy tha in đạch lịch mùi tớ nhóm đơn tha lục hú cho nớ in đạch tì bì chắc toàn lại nâng á ok đang học này verify đang học này, xem em lục hú xây tiết, lục hú anh đang còn hợp bị mạch tế bên đây xem em lục hú xong hợp bị tí nâng bị lệch, nâng bên đây lục hú hợp in đạch lệch bảy, chân dương cho nớ, ok in đạch tí mãn, tí buồn, tại sao vía, mà nâng in đạch lệch bảy, ok chân dương cho nớ đầm lấy tí buồn nè, muối tí bảy buồn, ok chân là sao in đạch này cứ sôn mà để in đánh đi mùi in đánh đi pì in đánh đi bảy chẳng mà đặt in đánh lệch bảy cứ dương cho nó in đánh đại mình lệch bảy mà x lệch bảy mà dương cho in đánh tì bảy chẳng dương cho nó lệch pì toàn á ok chẳng bật lòng đừng học liền tì alo là cô đã tha in đánh tì pram chẳng là cô cua đã xây lên màn in đánh tì pram lực hút cua xây lên màn x này ok chẳng bao lực hút đa tha in đấy lấy bảy lực hút cua ta sẽ lại nâng mạnh in đấy lấy bảy thì pi thì bấy giờ cho bạn à hàng lớp in đấy tí buồn đặc biệt hàng khổ in đấy lấy bảy ok, à toàn dễ bị vô là dữ quá nè riêng in đánh ấy lục hạt sần in đánh lệch bầy
khang lơ mình index tí 4 đó bị khang khống index lệch 7 là cô cua sẽ lệch 7 rồi còn lệch 2 rồi còn lệch 4 lệch 4 này ok chắc là ông đi ở toàn chấp bài ok ok yên chờ lõng yên đây chút rác yên đặt kìa yên đây ok chấp đám chờ lõng đó ok lỡ bay chai dạy tay mẹ một thường xế nhận đơn nghề mẹ một phú yên đây bị định đầy chẳng in đấy lúc cũng sắp bay chai chỉ phì hàng lớn lúc cũng đặt in đánh kì hàng khó in đánh lên chẳng lấy cái này thầm mấy mùi bị bay bốn phạm lên chân tử sau mùi bị bay bốn phạm đo bằng buồn đó đó in đánh tí có được như này sau mùi bị bay bốn phạm đo bằng buồn còn bằng tay tí dương thờ bạc mệnh và tí ho lúc cũng miền A miền tí miền C miền D ok miền E chế là của viên mạng thiết muối pi bay bốn phạm thiệt chế như miên phạm thiệt ok chế mà xua in đầy như miên mạng in đầy như miên phạm in đầy đầy chế là phạm in đầy miên là cuộc sống hai viên bán chỉ pi nghĩa sàng và nó thì muối cứ in đầy tỷ thì pi cứ in đầy lên ok, là dương gây dòng pi hay chọc chẳng hạn như viên mạng thiết pram chẳng dương bán ok array này hết mà đừng pram thiệt mỗi pi bay muốn pram ok là dương chăm ra em là một chăm ra của xe hình hết hết ok chẳng in đấy dương rộp bị nạ tới in đấy cứ chạm đoàn rộp bị sốn muối phí bảy chắc nó bây giờ dừng rộp bị sốn muối phí bảy là phụ xong hai viên hai chia in đánh tỷ in đánh tỷ sốn miền đó à miền này cứ in đánh tỷ muối in đánh tỷ phí in đánh tỷ bảy in muối tỷ bảy tờ đó in đánh lịch sốn mà đấy ê rồi có mà đấy lại nhỉ in đánh tỷ muối nên lại nãy đánh tìm mũi mềm hả nên thế cứ hả nên đó đó ok chờ lòng cái đứa gọi chờ lòng chờ lòng cô đã không mang vô cái đứa gọi nhẹ xì mèo lúc cô được một trăm anh nhẹ in đánh tìm sôn nhưng anh hai ba đó ok cô ấy in đánh với trăm đam phí lấy sôn tờ cứ chỉ in đánh tìm mũi hai bàn lịch mùi, hai bàn lịch phí, hai bàn lịch mấy và to tới chân tử ok chân dương con ai hai ok dương ai hai phi sâu ba nấc được giờ mình tí sâu đi đó nên là cho lấy đến tí sâu mình đi lấy đến cái chập đám phi mùi ta gây thở và đây bỏ lấy hai người miền ok chân nhớ lấy đến ba giờ chứ bây giờ thở tí cứ ở miền sâu nè bây giờ thở lấy ai miền in đầy lịch sâu mà đang in đầy lịch mùi tí mùi sorry mình in đầy lịch mùi vậy in đầy tí mùi in đầy lịch pi là thế chứ in đầy lịch pi nó có lại nè xì chắc to đó đó ok in đầy tí sâu ở miền tỷ miền đầy in đầy tí mùi tí pi tí bay tí buồn in đánh tìm muối, tìm pi, tìm bấy, tìm buôn, tìm bạc ok chẳng mà in đánh lấy hạt miền, in đánh lấy sâu chẳng biết cho lưng tìm muối vậy in đánh tìm muối chẳng xong nhé nhận được ngạc đạc lấy hai miền tì chẳng biết là ngọt nia trai mong mùi lúc hú hai thở lấy cả bát, thở tì cả bạc và đã chẳng nắm thác thở tì hạt miền sâu nè tìm muối tờ chẳng mà lúc hú dây tì in đánh thở lấy ngọt nia ta sẽ in đánh tìm muối nấy ở đây là A chết in đánh tìm mùi viết cứ A đầm lại việc chết A chết như tâm đặt A nhé nè chết cái lại đi bơ lưu bùn ai cho ông nên là xe in đánh tìm mùi cho ông nên là xe lấy A ta xe lấy A in đánh tìm lấy chết ta xe lấy sầu ta lắp in đánh tìm mùi lấy sầu in đánh lịch pi làm lại với smart ấy smart
B ឬក៏ C C ស្មើនឹង C index លេខ2ស្មើនឹង C អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់លេខ2ហេតុអីដោយសារយើងហៅ index លេខអញ្ចឹង index វាចាប់ពីលេខប៉ុន្មានទៅ0លេខ1លេខ2អញ្ចឹងហៅលេខ2មកហើយហ្នឹងអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាឲ្យយើងកសេ x ហ្នឹងជាមួយនឹងលេខ2តោះណាអូខេអញ្ចឹងពេលលោកគ្រូ program ផ្សេងទៀតគាត់បរៀនពី array តោះនេះអាចលើក x នឹងប្រាប់គាត់លោកគ្រូខ្ញុំសូមយក style បែបនេះទីនឹងលេខព្រោះអីពេលខ្លះអាចនឹងហៅច្រឡំគ្នាសម្រាប់លោកគ្រូពេលខ្លះក៏អាចច្រឡំដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់អ្នកគ្នាទៅច្បាស់ខ្លួនឯងពេលលោកគ្រូហៅច្រឡំប្រាប់លោកគ្រូវិញឬក៏ពេលអ្នកគ្នាហៅច្រឡំលោកគ្រូប្រាប់វិញទីអត់មានលេខ0ទេក៏ប៉ុន្តែលេខអាចរាប់ពី0ទៅបានហើយ array គឺគេចាប់ដើម index ពី0ទៅតែចាំថា array ចាប់ដើម index ពី0ទៅក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពី index ទីអត់មាន0ទេ index ទី1បើយើងនិយាយពីលេខ index លេខ0មានតោះណាអញ្ចឹងអានេះអាចចាប់ដើមពីលេខ0បានហើយអានេះគឺចាប់ដើមពីលេខ1ទៅ index ទី1គឺ a index លេខ0គឺ aindex ទី2គឺ b ទី2គឺ b ហើយអត់ indexលេខ2គឺមិន b ទេគឺ c ដោយសារអីវាឈរលើលេខ2 0 1 2ដល់ពេលអាខាងលើនេះវិញបើយើងនិយាយពីទីនេះគេនិយាយពី1 2 3 4ទេចឹងអាចរាប់បែបហ្នឹងបានចឹងគេសួរបើគេសួរមានប៉ុន្មាន indexមាន5 index គេសួរមានប៉ុន្មានធៀបមាន5ធៀបគេសួរ index បញ្ចប់ត្រឹមលេខប៉ុន្មានបងប្អូនឆ្លើយ index វាបញ្ចប់ត្រឹមលេខ4ហេ0 1 2 sorry 0 1អានេះ2អានេះ3អានេះ4អញ្ចឹងយើងអាចខំប្រែលេខហើយនឹងទីតិចមកឧទាហរណ៍ណាលោកគ្រូសួរថាអស់ index ហ្នឹងបញ្ចប់ត្រឹម index ទីប៉ុន្មានហេនៅក្នុង array ហ្នឹងបញ្ចប់ត្រឹម index ទី5 index ទី5ដល់ពេលហើយតើតើជាមួយនឹង array ដែលមាន5ធៀបហ្នឹងបញ្ចប់ត្រឹម index លេខ5 index លេខ4អូខេអញ្ចឹងលេខមាន4ដល់ពេលទីមាន5ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5 index លេខ0លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4អូខេអញ្ចឹងតើឥឡូវហ្នឹងទាំងអស់គ្នាណាម្ដងទៀតឬក៏ម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងដាក់នេះវិញដាក់ឲ្យច្រើនធៀបបន្តិចបានស្រួលបោកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងមាន x នៃ7អូខេអញ្ចឹងទី1របស់យើងគឺ a b c d e f g a 7 1 2 3 4 5 6 7 8ចានេះឡើង8ហ្នឹងអត់អូខេអញ្ចឹងមាន8ធៀបអញ្ចឹង8ធៀបអញ្ចឹងបើយើងរង index របស់ x នេះយើងមាន index វាដល់ទីប៉ុន្មាន index ទីអូខេទី8ទី7 6ទី5ទី4ទី3ទី2ទី1អញ្ចឹងអានេះ index ទីโอเค index เลขโอเคจะเปลี่ยนมั้ยครับ index มีจำนวนโอเค index รุ่นระหว่างตอนที่8จำนายแอ index เลขจับถึง7จังใบแจกดาจนะโอเคចាំមើលទីអស់លោកគ្រូសរសេរហោះទាំងអស់គ្នាយក index លេខ6នៃ array x ចេះស្មើប្រមាណតម្លៃវា index លេខ6អញ្ចឹងគឺមួយនេះ g ស្មើនឹង g យើងដាក់ index លេខ6 index លេខ6ទៅណាដល់ពេលទាំងអស់គ្នាយក index ទី6នៃ x ស្មើប្រមាណ
smart nên mùi này tìm bằng mùi chẳng như đã bằng im đạch lệch bám smart nên im đạch tìm bằng mùi nhặt cho lòng nế không tâm anh tìm như thế này cho lòng mày tìm mùi là ông nên dây ông phí im đạch tìm cứ smart nên ếch lệch bằng cho đó in đại ti phạm mùi chân dương rộp tới mùi bì bây buôn phạm phạm mùi ok chân viết cho nó thiết ác chân thiết ác nó viết sma đừng lấy phạm nấy in đạch bởi dương ok chân thì chăm thật tí ở miền sâu tề lấy miền sâu thân nặng tí sâu có ở miền tế thân nặng tí sâu khó ở miền đại miền đại thân nặng mặt tạch phần đất ok bạn này khi họ đã lớn cũng đang sorry đã anh lấy pi chắc pi đi chứ sắp qua thăm mình in đầy lấy pi rồi gọi in đầy tí pi nè mùi đi rồi gọi mùi đi à lớn nhưng cân vừa hai dân phở hàng lớn có phở hàng khổ phở hàng khổ hết ấy hết ấy đã lấy pi bị mục chứ hết ấy bạn lương người dùng mà lấy pi khang khang hồn bình mình giờ lấy pi khang lương một từ lấy pi đây chẳng kia nè chẳng nhân thường mấy đầm bay sầm qua ở đây đấy tha biết thật là thiên ti bằng mạng chẳng bây giờ vậy là pi thiên ở đây ti mạng hay sai chơi nhở thiên ti mạng nè bây giờ lấy pi nè thiên ti mạng thiên tí tí bảy chắc tí bay nữa nè chứ hai đây mình xây lệnh bay bay chỉ xây lệnh pi vậy đại sao ta in địch nè đấy chập đam phí sầu to lắm chứ cái pi đây là họ đi cười nâng nông niệm nịch lên bằng mán cứ viên cho là ta in địch lên bằng nặng hai thời trang khá in địch tí ở bên sâu nè in địch lên bên sầu chắc pi là dương cả xây à đấy cái dương thở à đấy đi lên mẹ à đấy đi tí vậy tao đó ok chắc mà tao ngon nghiêng ha are sorry a p p chắc cứ b ba này tao đó bây giờ vậy nó không nghe còn bạn này chạy sai ở đây những rút bị sôn từ sôn muối pi bảy chắc như hai chỉ lấy bình còn mấy chỉ lọ ok in đấy lấy pi lấy are a chắc in đấy lấy pi như vậy lấy pi đó pi 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 với cứ bì lên này to đắt tì muối tì bì tì bấy tì bún tì prán đo tì prạm bảy đại miến và chọc đo yên đấy lên prạm bờ nhẹ tay chứ nè ok chân đầu viên score so hay đừng vỡ chân nhẹ tay vậy ở đây chờ lòng cái gì vậy lúc ra thì dương còn lóc cái chỗ kia bạn chờ lòng đẹp đó đi thời trăm than tí admin sâu nè lấy bạn miến sâu chắc là đây dưới chắp đang bị lệch sôn từ chắp đang bị lệch mình chắp đang bị tí đó chắp đang bị lệch sôn à rê in đạch này à rê chắp đang bị lệch sôn đó bị tí dương rô bị tí muối tí bí tí bay từ ok đó mới cùng nót tí tăng việc chắc mình bằng nặng hay nô tốc luôn này ngay khối mình thì dương nàng hào khó ok cứ khó vậy mình đây thay phê là dương hào tí tăng việc khó ok, output dương cực khóc đại tỏ đắt chắc mà dân dân lực hữu plot smith dễ khó ấy lược đại mà hay feedback mà mình lực hữu nhóm ọt vô lên lực hữu hào tí tăng trở lõ mình lực hữu chọn hàng tí được chọn hào lệch ở bậc cọc phép lực hữu chân quay mất lực hữu đăng này ok dạp yeah, chân nhân cộng nọt bàn hào ok chân từ lọc tới ở đây dương nịch bình ở đây để mình bùng mũi in đạch bà lực hồn dây pi à rê in đạch ti pi chân dương cú ai đầm lại viên mạng ếch nây in đạch ti pi đầm lại đọc chân được khôn ông thẹo tôn cho mùi nâng đầm lại in đạch bộ ếch ní dương thật xe pi rư cơ thật xe lệ mùi thật xe lệ mùi đời xa dương tạ tha à rê in đạch ti pi chân ti pi cư viết
นึกน้องนะนึกน้องอินเด็กซ์เลขมวยแต่ถ้าอินเด็กซ์ยังจะปั้มรอปีเลขโซนเตอร์จังเลขโซนเตอร์เลขมวยเตอร์บานปีอ่ะจังเวียนมันเนื้อตีปีถูกต้องโอเคต่อไปลูกหูหายที่ไรอะไรเนี่ยได้โยอินเด็กซ์เลขแปมจังสมาร์ตดับไลท์ประมาณอินเด็กซ์เลขแปมจังต่อไปได้เกินยี่ห้อปีอินเด็กซ์เลขยังดักเลขแปมโยมองเตอร์โอเคให้ยังรอบมาสมาร์ทดอปปัมเปิลดอปแพรมดอปปัมเปิลดอปแพรมโอเคเจ้าเมียนเนี่ยจะล้อมเดียดเลยดอปปัมเปิลก็ดอปแพรมในขนมสกรีนนะผมมือเลยนี่ดอปแพรมเจ้าเตรียมตรวจอินเด็กซ์ในอาร์เอ็กซ์เลขแพรมเจ้ามวยนี้โซนมวยนี้มวยนี้มวยนี้มวยนี้มวยนี้โอเคจังประตูอับเตียนโอเคอาร์เรออินเด็กตีแปมมวยสมาร์แมนสมาร์ดอกแปมได้จังนักนองขณีบนี้อาร์เรอินเด็กตีแปมมวยยังถกบังเลยแมนเลยแปมโอเคจังโดยขณีต่อมาទៀត array ใน index เลข6ស្មើប្រមាណអត់មានអញ្ចឹង error ហើយតោះណាដោយសារ index យើងចប់ត្រឹមចប់ត្រឹមទីឬក៏ចប់ត្រឹមលេខចប់ត្រឹមលេខលេខ5អូខេចុះបើទី6ចប់ត្រឹមទី6អូខេអញ្ចឹងទី6រាប់ទៅទី1ទី2ទី3ទី4ទី5មានតែ5លេខទេអូខេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នថាចប់ត្រឹមទី6ចេញ6លេខដែរ error អូខេអញ្ចឹងច្បាស់ពី array ណាលោកគ្រូទុកឲ្យក្រុមដែលកាន់ខាង array គាត់ example ឲ្យអញ្ចឹងខាងលើនេះអូខេ array member array index អញ្ចឹងអូខេបាច់មើលបើគេក៏បានដែរមើលបើយើងមកហើយឆ្នៃវាត្រូវអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺការ declaration array យើងដែលអត់មានអូខេកំណត់ចំនួនធាតទេអញ្ចឹងគេដាក់ថា in នៃ x ស្មើប៉ានេះអញ្ចឹងបើយើងគិតនៅក្នុងធាតវាមានចំនួនប្រមាណធាតអូខេមានប្រមាណធាត2 4 6ធាតអញ្ចឹងនៅក្នុង in នៃ x នេះយើងគួរតែដាក់6ឬក៏ដាក់5ដាក់5 6ដាក់5 6អូខេចឹងយើងដាក់6អូ sorry សរសេរអត់បានទេអូខេចឹងមកកន្លែងនេះ store only 3 element in array ចឹង array នេះមានប្រមាណធាតមាន3ធាតអូខេចុះកន្លែងនេះហេតុអីមិនគេដាក់ x 6អត់ដឹងនោះអូខេចឹងបងប្អូនមកមើលខាងលើគេដាក់ x នៃ6គឺមកបែបនេះโอเคបន្តមកទៀតโอเคគេដាក់ x នៃតទេគឺមកប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាមាន6ធាតដូចគ្នាតោះណាអញ្ចឹងទៅពេលដែលគេដាក់បែបនេះគឺមានន័យថា array ហ្នឹងគឺវាមាន6ធាតដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាស្ទើរតម្លៃតែ3ធាតទេតោះណាអញ្ចឹង3ធាតទៀតក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែអត់ទាន់មានតម្លៃដែលគេអាសាញ់ទៅឲ្យតោះណាវាដូចយើងស្ពាយកាបូប3កាបូបអញ្ចឹង2កាបូបមានដាក់អីវ៉ាន់ពេញ2កាបូបទៀតអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងអាសាញ់តម្លៃថ្មីទៅយើងអាចយកទៅដាក់ក្នុងកាបូបដែលយើងនៅទៅនេះហ្នឹងឯងអូខេយ៉ាប់អញ្ចឹងគ្នាយើងដែលអាចធ្វើនៅកន្លែងហ្នឹងអាចឆែកមើលបានអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគេបង្ហាញនៅកន្លែងនេះវាស្មើអញ្ចឹង x នៃ6អញ្ចឹងវាបានតម្លៃ19 18និង000អូខេចឹង array ដែលមាន6ធាតនេះគឺតម្លៃទីម៉ានកន្លែងនេះទីម៉ានទី4តម្លៃទី4វា0តម្លៃទី5 0តម្លៃទី6ក៏0ដែរអូខេចឹងមួយនេះ max ស្មើជាមួយនឹងប៉ានេះមានន័យថាម៉េចយើងមាន array អូខេ max យើង1ដែលមាន5ធាតអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអូខេហៅ array ដែលមាន index លេខ3
ចឹងវាស្មើនឹង9ចឹងកន្លែងណា index លេខ3មួយនេះអូខេលេខម៉ានលេខ3ដែរទី4អញ្ចឹងវាប្រាប់យើង 4th អញ្ចឹងទី1ទី2ទី3ទី4 17ហ្នឹងអូខេម៉ាក3ស្មើ9អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអូខេកន្លែងនេះមានន័យថាម៉េចវាហៅខុសអូខេមែនវាហៅខុសទេគេប្រាប់យើងថា change 48មានន័យថា change អាទី4ហ្នឹងទៅជាលេខ9វិញអញ្ចឹងមានន័យថា17នេះគេចង់ change វាទៅជាលេខ9តើណាអញ្ចឹងគេឲ្យ mark នេះ3អូខេ mark នៃ index លេខ3ស្មើ9អញ្ចឹងតម្លៃចុងក្រោយរបស់វា17នេះនឹងមូលទៅ9វិញតើណាអញ្ចឹងអានេះគឺជាការ initialize array តាម index 11ដែលយើងចង់ដូរតម្លៃវាតើណាទីហោថាទៅផ្សារទិញដាក់កន្ត្រក់មួយទៅក្នុងកន្ត្រក់ហ្នឹងមានត្រីដើរបានពេលអាដាផ្លូវបោះត្រីចោលយកសាច់ជ្រូកមកជួសវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺកន្លែងនៃ change index ហ្នឹងឯងគឺ change វាបែបហ្នឹងសូមម្ដងទៀតindex លេខ3ហ្នឹងចេញ9លែងចេញ17ហើយតើណាប៉ុន្តែបើទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ឆែកកន្លែងនេះទេ index ហ្នឹងនៅតែលេខ17ដដែលទេដល់ពេលដែលយើងហៅ index លេខ3នៅក្រោមទៅវាចេញអូខេលេខ17ឲ្យហើយប៉ុន្តែនៅពេលទាំងអស់គ្នាអាសាញបែបនេះហើយអញ្ចឹងអា mark នៃ index លេខ3ហ្នឹងគឺវានឹងចាប់យកលេខ9 automatic ដោយសារយើងបានបោះតម្លៃថ្មីទៅឲ្យវាអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងโอเคចឹងអានេះគេប្រាប់អី search position โอเคទីតាំងទី3អញ្ចឹងវាស្មើនឹងលេខ2អញ្ចឹងតាន់ឡែហ្នឹងណាយើងជជែកគ្នាមិញអញ្ចឹងទីតាំងលេខ4អូខេទីតាំងទី4មិនមែនទីតាំងលេខ4ទេទីតាំងទី4គឺលេខ3ទីតាំងទី5គឺលេខ4អញ្ចឹងលេងច្រឡំណាទីនិងលេខខុសគ្នាអូខេតមកទៀតគេមានអីសម្ផលនេះមួយទៀតយើងមាន array អូខេ5 index ឬក៏5ធាតអញ្ចឹងបើយើងនិយាយបែបនេះទាំងអស់គ្នាគួរតែកុំប្រើពាក្យថា5 index អីគួរតែប្រើថា5ធាតតោះណាអូខេយើងប្រកាស array មួយ in number មាន array ចំនួន5ធាតដល់ពេលយើងនិយាយ lain នេះចាំយើងនិយាយអំពី index វាតើណាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយនៅផ្នែកខាងឆ្វេងស្មើឬក៏ operand ខាងឆ្វេងនេះយើងហៅថាជាធាតនៅពេលដែលយើងនិយាយនៅ operand ខាងស្ដាំយើងហៅថាជា index បែបហ្នឹងមកកុំឲ្យច្រឡំគ្នាតើណាអូខេដូចយើងនិយាយអំពី parameter និង argument អញ្ចឹងនៅកន្លែងណាដែលយើងហៅថាជា parameter នៅកន្លែងណាដែលយើងហៅថាជា argument អូខេអញ្ចឹងយើងបែងចែកវាដាច់ទៅលែងច្រឡំហើយអញ្ចឹង array យើងមាន5ធាតដែល index ទី2នៃ array យើងមានតម្លៃប្រមាណ index ទី2នៃ array យើងមានតម្លៃស្មើប្រមាណ array number មាន5ធាត copy វាមកសិនអូខេកូទាំងអស់គ្នាបន្តិចសិនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមាន array number 1ឥឡូវលោកគ្រូដាក់ថា array នេះ n ចុះយើងសួរសរសេរមាន5ធាតអញ្ចឹង array នៃ n ដែលមាន index ទី2មានតម្លៃប្រមាណមានតម្លៃប្រមាណ5 index ទី2អញ្ចឹង index ទី1 index ទី2អញ្ចឹងយើងអាចដាក់កន្លែងនេះបានថា n នៃ index លេខប៉ុន្មានលេខ1អូខេអញ្ចឹង index នៃ n array នៃ n ដែលមាន index លេខ1ស្មើនឹង5ឬក៏ index ទី2ស្មើនឹង5អញ្ចឹងបើលោកគ្រូនិយាយថា array នៃ index ទី5ស្មើប្រមាណ array នៃ index ទី5ស្មើ35ឬ12
array nei index ti 5 35 okay chăng array nei index ti 5 smal nung array nei index lech ប៉ុន្មាន lech 4 smal nung array nei index lech 4 chăng array jeung chop thum index lech ប៉ុន្មាន index lech 4 chăng array jeung mien ប៉ុន្មាន thiệt 5 thiệt hai chop thum index lech 4 chăng tụi ông khỉ ai vô ok example này một hay vô mà test chẹt sđai chả mớ vi trâu ọt ok visual studio code ok control n control v save vi một mao array.cpp ok ឥឡូវយើងចាប់ដើម output យើងអត់ចាំបាច់ដាក់ for ក៏បានដែរយើង output បែបនេះមកអញ្ចឹង number ok យើងចង់ដាក់ index ទី5ឥឡូវលោកគ្រូដាក់ index ទី5អញ្ចឹងបានអត់នេះយើងលោកដាក់បែបនេះបានអត់ number នេះ5 ok យើងសាក់ run មើលដឹងហើយចេញមកបែបមិនខ្មិចអូខេលទ្ធផលវានៅណាជើងមើលក្នុង terminal អញ្ចឹង number a ប៉ានេះត្រូវអត់អូខេ index ទី man index លេខ5មិនមែន index ទីទេនេះ index លេខ5អញ្ចឹងលទ្ធផលយើងចេញមកបែបនេះត្រូវអត់អូខេអត់អីរឺទេក៏ប៉ុន្តែវាចេញមកបែបហ្នឹងចឹងទៅពេលដែលលោកគ្រូដូរវាទៅលេខ4វិញហើយយើងរ៉ានវាម្ដងទៀតតែមើលវាចេញចឹងដែរអត់ចឹងវាចេញ35តើណាចឹង35គឺមួយនេះអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងដាក់លេខ5វាចេញលេខផ្សេងឲ្យយើងហេតុអីដោយសារតែវាឲ្យ of rank នៃ index តើណាវានៅក្រៅពី rank នៃ index របស់យើង index យើងមាន rank ត្រឹម0ដល់4ដល់ពេលយើង output រហូតដល់5អញ្ចឹងវា out of range ហ៎តើណាអញ្ចឹងអត់មាន index លេខ5ទេអូខេមានតែ index ទី5ដែលមានលេខ4តម្លៃវាស្មើជាមួយនឹងធៀបវាស្មើមួយនឹង35អញ្ចឹងតាន់ឡើយនេះណានៅពេលដែលយើងឃើញគេប្រកាស array មួយដែលមាន5 index យើងអត់អាចហៅ call ហៅ array ហ្នឹងដាក់ថា number 5បានទេវានឹងលោតទៅ out of range ហើយចេញលទ្ធផលផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូរវាទៅជាលេខ6អូខេ run ទៅប្រហែលជាអាចដើរក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាទៅលើ value របស់វាចេញ value 8ផ្សេងឯណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសួរថា value 8នេះមានអត់អត់មានទេអូខេក៏ប៉ុន្តែយើងអាច add ធៀបនៃ array បន្ថែមបាននៅក្នុងហ្នឹងចាំទីឥឡូវវាមាន5ធៀបថែមមកធៀបទៀតយើង add វាចូលមកចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីអាច add បានចឹងទុកឲ្យក្រុមគ្នាយើងបន្តអូខេចឹងលោកគ្រូខែ overview ពី array ទូទៅឲ្យឯងតទៅមុខទៀតយើងមានអីទៀតធីចឹងអានេះគឺ number របស់វាធៀបរបស់វា input ទី2 user store name in an array ចឹងយើងមានយើងអាច declaration array ចោលបែបនេះហើយចាំយើងអូខេ output array ឲ្យវា output មាន initialize អូខេ value ទៅឲ្យ array មួយនឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ index វាមកអូខេ numeric index នៃ i អញ្ចឹង i នឹងវាចាប់យកពី index លេខ0រហូតទៅដល់តូចជាង5អូខេអញ្ចឹងយើងអាច print វាចេញមកបានហើយអូខេអញ្ចឹងតម្លៃ array របស់យើងវាមកបែបនេះអូខេ11 12 13 14 15ដេញនៅកន្លែងនេះអូខេចឹងអាចឆែកមើលការងារយើងពីនេះទៅទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងយល់ពីវាបានហើយ index អូខេដែលមាន5 sorry array ដែលមាន5ធៀបហើយយើងឲ្យវារត់ទៅលើ index ចំនួន5ដែរហើយទាំងអស់គ្នាសួរថាហេតុអីបានជាតម្លៃវាចាប់ដើមពីអូខេចាប់ដើមពី11ទៅចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចម្ងល់ដែលយើងត្រូវបកស្រាយហើយអូខេចឹងចាំឲ្យក្រុមគ្នាយើងបន្តអូខេមួយនេះគឺគេនិយាយអំពី array out of bound ចឹងយើងមកមើល array out of bound បន្តិចមកអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង declaration array បែបនេះ
យើងអាចរាប់ធាតវាមើលបានវាមានចំនួនប៉ុន្មានធាតអូខេចំនួនប៉ុន្មានធាតគ្នាយើង2 4 6ធាតអញ្ចឹងនៅក្នុង array number នេះវាអូខេអាច store បានចំនួន6ធាតនៃ array របស់យើងហើយបើនិយាយពី index ទីវាមាន index ទីដល់ទីប៉ុន្មាន index វាមានដល់ទី6ដល់ពេល index លេខវាគឺមានតែត្រឹមលេខ5ទេអូខេចឹងនៅក្នុងនេះគេមាន for loop មួយដែលគេមាន constant double នៃ n អញ្ចឹង constant នេះមានន័យថាម៉េច constant នេះមានន័យថាម៉េចគ្នាយើងនៅចាំ constant អត់ជា variable អីអូខេអាចទៅត្រឡប់មើលកន្លែង constant នឹងបន្តិចអូខេហើយយើងជួបកន្លែងនេះទៀតឯនេះ n នៃ n ចុច1 colon 9 1ស្មើនឹង number អញ្ចឹងកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលលោកគ្រូជពាក់មុនហ្នឹងហើយក៏ទៅឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅ research មុនហ្នឹងដែរចឹងអាចទៅមើលអាហ្នឹងឡើងវិញអូខេហើយគេឲ្យសំនៃ n ហ្នឹងបូកខ្លួនវាហើយឲ្យវាកើន1 1អូខេអញ្ចឹងតម្លៃវាចាប់ដើមពី7 5អូខេ6 12 35 27ដល់ពេលបូកចូលគ្នាទៅវាស្មើនឹង92ហើយយើងចែកជា average ទៅស្មើនឹង15អូខេអញ្ចឹងតទៅមួយ array យើង overview ប៉ុណ្្នឹងឲ្យក្រៅពីហ្នឹងគេមាន multi dimension array មាន pointer array មាន vector array មាន std array ចឹងទៅហើយ multi dimension មានន័យថាម៉េចមានន័យថា array ដែលវាមាន2វិមាត្រពីវាមានបែបម៉េចគឺវាមកអញ្ចឹង array នៃ x e correct អូខេដែលវិមានទី1របស់វាគឺមាន3វិមានទី2របស់វាគឺមាន4អញ្ចឹងវាចេញមកបែបនេះ column និង row មកបែបនេះអ្នកនរគ្នារត់ទៅវិលមុខទៀតអូខេ array ទីប៉ុន្មានលេខប៉ុន្មានចូលគ្នាណាច្បាស់ហើយអូខេចឹងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងវិញកន្លែងនឹងហិតតែជ្រៅទៅជ្រៅទៅបើសិនជាបែងចែកទីនិងលេខនឹងអត់ចេញតើណាអូខេកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាអាចហៅ array បែបម៉េចស៊ូមកធំបន្តិចឥឡូវលោកគ្រូឈរនៅលើ x 00ទាំងអស់គ្នាហៅ array ហ្នឹងម៉េច array នេះarray នៃ0 0ហើយនេះបានអត់ភ្ជាប់មួយលេខឬក៏អត់ភ្ជាប់មួយទីអូខេអញ្ចឹងមកដល់នេះអាចហៅថា array នៃ index ទី0 0បានអត់អត់បានទេយើងអាចហៅថា array នៃ index លេខ0 0អញ្ចឹងមានន័យថា index ទី1 1ចាំមើលលោកគ្រូនិយាយអាកន្លែងដែលលោកគ្រូដាក់ cursor នេះ array នៃ index ទី1 1 array នៃ index ទី1 2 ថាគាត់0នេះមិនទី1 1នេះមិនទី2ឬក៏លោកគ្រូអាចហៅថា array នៃលេខ0 0ឬក៏ array នៃលេខ0 1ឬក៏ array នៃលេខ0 2ឬក៏ array នៃ index ទី1 3កន្លែងនេះ1 3អត់ទាំងអស់គ្នារាប់មើល1 2 3តើអត់ឬក៏ array នៃអូខេលេខ0 3ឬក៏ array នៃ index ទី1 4អញ្ចឹងយើងរាប់មកទី1ទី2ទី3ទី4តើអត់អូខេចឹងយ៉ាត់ច្រឡំគ្នាយ៉ាត់ច្រឡំគ្នាកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅលើ array index ទីអូខេ0 0ខុសបាត់ហើយចឹងទីអត់មាន0 0ទេទី1 1នេះ call 1 row 1 call 2 row 1អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងហៅយើងហៅ row មុន call ដែលថាអីយើងរាប់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំហើយយើងរាប់ពីលើចុះក្រោមអញ្ចឹងឆ្វេងទៅស្ដាំមុនហើយបានលើចុះក្រោមបន្ទាប់អញ្ចឹងយើងរាប់ពី x 0 0 x 0 1 x 0 2 x 0 3បានធ្លាក់មក x 1 0 x 1 1 x 1 2 x 1 3តើណាអញ្ចឹងចូលទម្រង់នេះយើងហៅថាអីក្នុងគណិតវិទ្យាយើង matrix អញ្ច
chứ mà là khu chọc màn đồng lại mũi cứ xôn xôn mùi mùi pi pi bấy bấy đó nên declaration array chùm nuôn vào màn array chùm nuôn pi bị miệt đã miệt thiết chùm nuôn màn ủa tiêu là khu chọc màn output xôn xôn mùi mùi pi pi bấy bấy chân thật thêm màn tiết thêm rô mùi thêm cả lâm mùi tiết đó cho bây giờ vậy pi array pi về miền nắng về miền mạn thiệt array này x mạn nè nó pi đại vi trên phần nắng khi ao đầm lấy x bảy buồn còn đó về miền ti mũi bảy về miền ti pi buồn chẳng bờ sân chia lục hữu ao vi smile nắng ok x sốn sốn x sốn mũi x sốn pi x sốn bảy x sốn thập x sốn bảy ba này sorry mình x sốn bảy sorry x sốn sốn x mùi mùi xpp x77 chẳng ở đây nó cua tại miền màn vì miền dẹp miền đọc pi thiết chẳng dừng bánh chay vì chỉ pi ai nấn dẹp bay chua buôn đỏ bay chua buôn đỏ nhưng con bài mạch cứ con bài nè thế anh đi mau khổm che máu ba này chẳng ở lỡ rô dương miền màn chua mà chua pi chua bay chua chẳng thật hai màn tiết là bay khúc x77 mà chua tiết chân bởi dương cầm nót array dương cứ array này buồn buồn chân sở rộng tới với miên mán đọc của mùi mán dạ của mùi đọc thiệt nó không nằm chân bởi dương dây bị xéo miên vào mán xéo đọc của mùi xéo nó bị đây khẩn lắm mùi cắt rô mùi bàn mà xéo khẩn lắm mùi tiết cắt rô mùi tiết bàn mà xéo thiệt cậu bản tác nó không nít cái ơn dịch xéo lại kinh dịch thiệt ok hay là ơn như tờ lọc tờ mơ matrix đang ngày cứ tùm rung bạp nặng ok chân xua tha matrix rưu gô array 2 dimension đi phở dù mẹ thua ấy pra dùm rạp thua ấy chân đó đi mưu tới tùm rung viên bạp nè cứ chia chép bỏ toàn á chân thêm bỏ dùm phở dù mẹ thua ấy tục data chân data dùm tục ấy ok tục chưa khẩn lắm hay đừng rộ chính dương trong ban khẩn lắm nè muối khôl muối hay đừng rộ tí bì chính dương hào tế ít muối sôn máu ai tiên vào mà đông nắng dưới tập khẩu bàn này còn đó ok chân ca nghe nè 2 dimension array cứ bài nặng hai chỗ đo tùm rung ní mình đây thầm mệt array bây vị miệt ok chân vì miệt là đó ấy anh ấy cứ mùi vì miệt để miên mạn thiết anh ấy cứ mùi vì miệt tiệt miên mạn thiết hay trong phổi cái cứ mùi vì miệt tiệt miên mạn thiết pí bốn bảy cho đó khi côn thiết cho kia tức khơi mạn khơi mà phơi bốn mà phơi bốn thiệt cho nên bây giờ dân cu huy mình cu chơi ngọt bài này viên cứ chia ra bay vì miệt cho bỏ ra đây oh sorry bài này cứ ra đây pi vì miệt cho bỏ ra đây bay vì miệt với cu chơi bài mày việc cắt kia bài mày ok cứ mày cứ bị cha à lỡ đồng học kia cắn chụp mùi squat chụp bớt để dương hai ta cú nắng chân cú viêm miên màn mục ở đây dương miên phần năng mục toàn đó đó kia cắn cú mũi máu miên màn mục mà mục squat cú bớt để dương hai chụp để không bị sang lấy dương phải chụp thế chẳng mới nè chụp chẳng chụp nè miên mạn mục của mùi mục thử nè ok đó nè miên mạn mục mùi pi bay bốn pram của mùi chứ bán nó ra của mùi mục ok chẳng bà ninh vinh miên bằng mạn mục ok chẳng nè kì mau mùi pi bay bốn pram của mùi phở ok chẳng là nó chụp được nó chụp thế việc cắt một con như thế tao nói hay dương lưng à mà đông nó vô máu bờ lìa tao máu bờ lìa bên tiếc tức hình ta chờn tới chờn tới rồi mình nên ra khi bờ lìa bên bài bên này chẳng biết thông từ rồi chẳng ở đây bờ dưới có đôi ảnh nâng đài vì mình chờn dimension tao nói chẳng là pi đại đồng học nia che à mui dimension pi dimension bay dimension tới mau bảo màn dimension cái dương ai thu ban đài tao nói ok
ចុះបើសិនជាវាមកទម្រង់បែបនេះបងប្អូនអាចលើកជា array dimension បានអត់ជា square ជា x count ជា pyramid ជា cylinder ជា cube ចឹងបងប្អូនហ្នឹងសិតតែមានផ្ទៃដែលអាចបង្កើតជា array dimension បានសំខាន់បងប្អូនច្រឹបផ្ទៃវាបែបម៉េចឧទាហរណ៍ថាលោកប្រើពហុកោណមួយពហុកោណមានមុខប៉ុន្មានអូខេមានមុខ4អូខេឥឡូវអាចរកមើលពហុកោណពហុកោណអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងមួយពហុកោណទី1យើងមានអីត្រីកោណពហុកោណដែលមាន3ជ្រុងបញ្ចកោណពហុកោណដែលមាន5ជ្រុងចឹងពហុកោណមានន័យថាវាមានជ្រុងប្រមាណມັນកំណត់ថា4តា3 2ឬក៏1ទេបើ3យើងហៅថាត្រីកោណអូខេបើ4យើងហៅថាបញ្ចកោណ5អូខេ6 7 8យើងហៅអីបន្តតាមនឹងរហូតតើណាត់ចឹងទាំងអស់គ្នាប្រើពាក្យនេះគឺស្មើនឹងយើងប្រើពាក្យបាលីហីអូខេឯកសៈទោសៈត្រីសៈបញ្ញសៈសព្វសៈអូខេឆោសៈអដ្ឋសៈអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមកពីបាលីរបស់យើងហើយយើង convert វាមកជាត្រីកោណរេបញ្ចកោណឆោកោណសព្វកោណអដ្ឋកោណអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានមុខតាមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងហ្នឹងក៏យើងអាចបង្វែរវាទៅជា dimension នៅក្នុង array របស់យើងដែរតើណាបើវាឈរជាទម្រង់បែបម៉េចយើងចែក dimension បែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺវាចែកទម្រង់ជា 3D បែបនេះតើណាអញ្ចឹងយើងមានគូបមួយឬក៏ cube មួយបន្តមកអាក្នុង cube ហ្នឹងមាន cube ម្ដុំគុំចូលគ្នាអញ្ចឹងស្មើនឹង dimension 1 គុំចូលគ្នាបើកើតបានទៅជា cube ធំនឹង1តើណាអូខេ cube inmachine learning អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកន្លែងនេះបន្តិចអញ្ចឹងហេតុអីបានជាគេរៀន machine learning ជាក្បាលគឺដោយសារអូខេ cube ទាំងអស់ហ្នឹងឯងអូខេបើកជា image ទូចពេកចង់បានអាធំជាងនឹងបន្តិចអត់មានមួយនេះអូខេអញ្ចឹងនៅខ្ញុំនៅក្នុង cube ធំនេះមួយយើងអាចបង្វែកវាទៅបែបម៉េចអូខេអញ្ចឹងឥឡូវលោកគ្រូគូសតែប៉ុណ្្នេះហើយសួរទាំងអស់គ្នាអាចបង្វែកចេញបានប្រមាណអូខេចេញអាចរកមានប្រមាណប្រមាណការ៉េយើងអត់ទាន់និយាយដល់ cube វិញនិយាយដល់ការ៉េបានទេលោកគ្រូចាត់ទុកថាមួយជ្រុងនេះគឺស្មើនឹង1ការ៉េអញ្ចឹងប៉ាននេះមួយការ៉េឯងហ្នឹងអូខេប៉ាននេះបានមួយការ៉េទៀតហើយអូខេអញ្ចឹងប៉ាននេះបានមួយការ៉េទៀតហើយប៉ាននេះបានមួយការ៉េទៀតមកប៉ាននេះទៀតមកប៉ាននេះទៀតអូខេអញ្ចឹងវាមានកន់ក្នុងនឹងច្រើនអញ្ចឹងការប្រើវិមាត្រគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងធ្វើម៉េចអាចកន់អាហ្នឹងទៅបានហើយមើលទៀតអ្នកនរគ្នាដែលមើល Facebook របស់អ្នកបរិញ្ញាបត្រជាមួយអត់មានសោះអត់គាត់ឈ្មោះអីទេភ្លេចបាត់ទេដូចជានិយាយភាសាខ្មែរប៉ុន្តែបើស្ដាប់តង់គាត់ហ្នឹងគឺជាជនជាតិចិនឬក៏តៃវ៉ាន់អូខេពាក់វ៉ែនតាហើយអត់មានសោះអីគាត់បរិញ្ញាបត្របែប Digital មានន័យថាគាត់ប្រើទម្រង់ជា Animation ហើយ 3D យកមកបង្ហាញយើងយ៉ាប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍គូបមួយហ្នឹងយើងពលាមកបានផ្ទៃប៉ុន្មានពលាវាជាកណ្ដាស់យ៉ាប់អញ្ចឹងបើសិនយើងកន់វាមកគូបទៀតកាត់គុំគ្នាថាយើងបានផ្ទៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺថានៅក្នុងប្លង់នៃធរនិមិត្តរបស់យើងហ្នឹងឯងហើយសួរថាគេប្រើវាដើម្បីអីឥឡូវឧទាហរណ៍ថានេះបើជ្រុងនេះបើជ្រុងទូចនេះមួយអញ្ចឹងលោកគ្រូស្ទល់ទុកនៅតម្លៃអូខេមួយចំនួននេះអញ្ចឹងទៅចាំតិចហើយអ្នកគ្នាយើងមានម៉ាណេត20អ្នកជាងទីហើយថាមកជុំហ្នឹងគឺទុកព័ត៌មានរបស់អ្នកគ្នាមួយមកជុំទុកព័ត៌មានរបស់អ្នកគ្នាមួយអញ្ច
chẳng bàn bảo mạng chúng cùng cho cục nâng mối chẳng có đồng mặt nạc dương nâng mình bảo mạng cục để ai tốt bỏ mình là ọc nha bàn ok chẳng có quyền là kia trong thở ở tiên hoa nạc nha mà chúng hàng lươi nha tốt bỏ mình có lục cả chẳng trong thở cái tiên cho ta mà chúng nâng tới ok chẳng ai vô tới chưa bỏ mình mà dương tập hợp bàn này ok chẳng là nâng chia process để dương phở được nóng machine learning hãy viết smoke smang chiến dương thật xế ta sẽ code lập năng xịp lập lần tịch để xa ấy vì mình algorithm chờ chứ toán đó nè chẳng khá phở ở đây cho mỗi đừng bị miết cứ đầm bay ai tưởng ọc ní riêng vô viên mà chỉ riêng vô tập phở nó bị nè nó bị để kê trâu cá data bỏ dương nâng vô tử ok chẳng miên văn năng trên những chờ hình thế giới hay viên mẹn miên đầm bay vì miết tế vì miên chờ hình vì miết chừng năng tiệt nó không mát trí dương ách lốt đo màn vì miết ok, matrix ai, matrix tính máu matrix tâm bất tớ đã sang cái dương ọt sơ ở bàn riêng ông lê chờn đi ok nẹ đại kê riêng đại kèo bất tế rồi có nẹ đại riêng đồng bênh mà chuẩn đoán đại kê riêng đại sơ là international chẳng nẹ đại kê chấp đoán bì sơ là international tức cứ riêng chìm xong lê gần đập xìa chẳng đọc bì research cứ lươn chân dương tòa nát đọc bì đại dương trong hồ mơ keyword matrix nó không cần đặt vật xìa vinh dương tờ xe bàn đại chìa về xa khóa cứ ở mình resort màu ấy tòa nát và đây bởi dương chế keyword nó không về xa ông lấy resort này matrix nó miên trởn hai matrix màu bị biết tham matrix ok chẳng đọc bì đại dương quay matrix tới bò miền dương chênh màu bàn đọc bà nặng ok còn bởi này bởi dương quay biết tham matrix ok matrix hết time in matrix tới ok chẳng bia miên keyword trần toàn át ok chẳng đại xa ấy đại xa dương ọt miên nè và châu phò miên tân cục gõ lệ đẹp tôn muối phía xa matrix nâng chẳng bởi dương phở matrix vì miên trần chuyện ok chẳng ảnh ít cứ phòng bộ matrix rồi có dương miên matrix em xem xanh tiết chân tờ chẳng vì mẹn miên tại muối phí rồi có bay vì miên thì vì anh miên trở hơn vì miên nó không năng tiền ok chẳng chưa còn sắp cứ đôi khi nè nóng cao phở matrix chứ muối nâng à rê bởi dương ta vì miên muối muối nâng còn đó ok chẳng bởi dương dụng sắp anh dụng vì matrix ni ban trở hơn đó khi nè riêng à rê có chăm dụng lại ưu tì ho muối nè lấy muối nó có đá lên chẳng vì cho nớ ok, array thiết tìm bằng màn hay dương trong hào viết dương hào viết bài mệnh nó không array bởi dương chẳng bà xin chị trinh tùm rung màu bài này array dương thờ miên màn vì miết nè, ủ tí ho bài này mua cho thế bà quỷ thông tích sấn cả lúc này dương mượt cho bác ok, màu bài này array dương miên màn vì miết bay vì miệt tranh dương đặt thầm mệnh x nấy bay cuốn bảy chứng minh thả rê nấy bay thiết miệt pi dimension thở ớt ok chứng dương anh rò bàn ở mùi ní cứ x xôn xôn x xôn mùi x xôn pi anh ní x mùi mùi xôn x mũi mũi x mũi pi anh ấy x pi pi sol anh ấy x pi 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 chẳng dừng rọp thiết tức hơi màn mũi pi bảy bốn trăm cùng mũi cùng phớt cùng bảy cùng buồn thiết nhập cùng buồn thiết chẳng ok cùng mán côn cùng mán khơi cùng buồn bảy côn bảy ok chẳng càng nghe những chọc thầm nặng chúng ta tôn chỉ mười nâng cao phở rễ cứ bảy lần trong bức sân chỉ vi miên bay dimension đó như ta thua mình chứng cầm như dương đại căn hàng ở rễ chui đi mô lại nâng tích bởi rốt đó bay dimension thay dương cua thua bảy mình ai ăn là lại trên bảy này đó đó ok trong bức sân chỉ overview không matematic ở trên đấy overview là không cố định dương bàn này ok của ấy không matrix bởi dưỡng vì trên màu ban tùm rung bằng này cho bởi sân chia bay về miết hay trên khó bình đẳng đó nát
ហើយនេះវាអាចចេញអានេះគុណអានេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាឆ្លាស់គ្នាញ៉ៃញ៉ៃពេញនឹងអីអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសប្តាហ៍ក្រោយសូមទាំងអស់គ្នាឌីម៉ូការងារយើងបន្តិច